Ôi cả cái này nữa. Nhưng mà nhiều tiền đấy. Hả? 148.000. Ơ 25.000 mua nào được. Anh nhớ ở cái này mua cái gì được mà. Ơ 25.000 thì chỉ có mua rau thôi. Rau á? Ừ. Rau thì ăn gì? Ơ thế 25.000 mua nào được ba cái chân này. Có đi sang mua rau nhá. À không mua gì nào. Ăn được con gì? Con ăn được gì? Tất. Tất là gì? Có bao nhiêu tiền không? Ô, 5.000 đấy á, 5.000 đấy chẳng mua gì. Tất này 5.000 làm sao mà đủ được con. À, thế 20.000 này bà cho con nhận cái gì cho con nhận nào. Nhận cái này tầm 5.000 nhá. Ừ, tới đây mình mua được. Ừ, rồi, ít quá, 5.000 đấy chỉ mua kem thôi, đi im thôi nhá. Nào, con nhận đi, bà bán cho. Việc xong đấy, ôm nhiều đấy. Này, trả tôi giấy, ra bằng đồng giấy này, người ta không lấy, người ta còn lấy đâu? Thế lấy cái này chẳng mua ớt được cả, mày mua được 5 cái kẹo mút đấy. Để ớt. Hả? Để ớt. Ai mua được nhiều thế, nay sau để đấy. Cái đồng cho người ta thấy cô đi mẹ sướng hả cho nhiều. Sao? À, được. Nhưng mà hôm nay mày cho ta ăn toàn rau à? Ừ. Mua thịt đấy. Ta bảo mày nhà mua ba cái chân chân giò người ta bảo không được. Ừ, mua cái gì cũng được chứ có phải mua. Thế anh chẳng bảo mua gì cũng được đấy à? Ta thì bảo mua cái mày mua thích mua cái gì cũng được. Thì em thích mua chân đấy
có mua được không? Thôi, thôi, này ăn mày cho tao ăn chay à? Mua cà chua mày làm gì? Tỏi làm gì? Mua muối xả làm gì? Đây, ăn này thôi. Đã xuống cái này rồi. Ai mày xuống gặt đi để tao làm việc nữa. Không, mày em làm việc không? Mày làm việc gì? Có mặt chăm, mày vào chăm trước gì? Mà chăm phim. Thôi được. Mà làm luôn. Ngáo luôn vì bỏ. À chà, nghe ăn chay rồi. À, làm một nồi chay rồi. Ăn chay rồi. Thế. Cho ăn chay. À không, phải lấy điểm nhá. Điểm nhá. Món chay điểm mắt. Đó. Có. 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 Ok, các bạn thấy à, nhiều chưa? Ôi đủ, thế. Ôi trời ơi. Lại xem chiếc. Xiếc. Suốt ngày chỉ biết xiếc này ạ. Xuống trong nồi đấy đi để tao làm việc. Thôi, xuống trong, tao vừa rửa tao đấy rồi xuống trong thì chín, nhanh chín. Nhanh chín lên đấy. Không, không, cái mông ấy. Mày đi không? Xuống trong. Con nhà xuống trong. Xuống trong đi. Nữa. Nữa. Bỏ mày đi mày. Đấy. Đấy, xuống đây đi, tao không làm gì. Suốt ngày các mình làm. Các thứ mình cũng ăn mà mới được. Làm đây luôn. Mất công mua thì còn không cho cà chua mà. Chắc là chín rồi anh ạ. Chín rồi à? Anh chắc cho cà chua một chút mới chín khi mà anh nói ấy. Còn chúng mình bị rổ. Sao lại cho cái kia kia mà? Mất công đi mua. Đi đi, xuống chân chín, làm chín. Nguyên mình bị rổ cho đống nữa vào. Đi. Mày vậy. Mày nộp rau không thì nơi cắm lợn này, thì ăn như lợn. Người kia này, nồi cắm lợn anh rửa sạch rồi. Ui dồi. Đẹp đẹp, ớt ừ. Yếc, cà chua. Ớt may mình phải cho vào không được đấy. Nên ta cho ít nước. Để từ, lấy cái măng ra. Anh cho cả dây thiếp à? Thiếp? Anh buộc đấy. Đây này. À đây, có cả tô đi chứ. Đấy bạn đang đây ta có trò này chơi hay lắm. Nhìn lên đây. Ủa tạc này á? Ừ. Hay đấy. Mắm, nước mắm, nước mắm gì cho trắng đi. Nước mắm Hàn Quốc ấy. Đây, Nhật Bản. Đi. Đây là ta có trò này chơi hay này. Chơi ăn như tật. Trời, nước mắm mà cũng ăn. Anh à. Anh còn lên đây ăn cái chết hay là mù tạt trộn bằng tôm à?
Đây là mô tạc à? Nhiều. Đây là mắm tôm. Nhiều. Bây giờ tao cứ chơi xinh ý nhỉ. Cứ chơi xinh. Cái này nước mắm Hàn Quốc ấy. Đấy, bây giờ thế này nhá. Ngon lắm đấy nhỉ. Tao mới chơi xong chương trình, thằng nào thua thì phải ăn chấm. Thích chấm cái gì thì chấm. Nào. Em chấm cái này. Mày thích nước mắm Hàn Quốc à? Ừ. Em chấm cái này. Đấy, không thì tao pha thêm cho cái này này. Mô tạc và mắm tôm pha. Pha rồi mà. Thêm nữa nào. Thêm nữa thì vào đấy đi. Thì nó lại không có vị mắm tôm. Nào. 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 Bắt buộc phải chấm hay là phải chấm cái gì? Chấm 1 trong 3. Ừ. À, ăn hết đống rồi nhá. Nào, 1, 2, 1. Thắng. Anh ăn đi. À, ăn nấm. Ăn cái gì không ngọt. Không ngọt, ăn cái gì ngọt. Ăn cái gì ngọt. Ui, chấm nấm hết rồi. Thôi thả cái này. Chấm tôm. Chấm mắm tôm. Mắm tôm á. Nào, xin lỗi. Chứ nó điểm ăn, anh ăn bẩn thế. Sặc. Hả? Sặc ăn được mà tôm. Ủa. Bị lắm ăn cái này ấy. Ăn liều à? Chấm vào ăn ít. Em chấm. Chấm cái này. Cái này là nước mắm. Nước mắm Hàn Quốc à? Ừ, chấm nhiều vào, ngon cực. Chấm nhiều vào. Chấm nhiều vào. Chấm nhiều quá, chấm được cái này. Nhưng mà chấm cả hai loại. Chấm cả vào. Phê không? Sao nó hay lắm, nó cay lên đây này. Phê không? Người ăn. Ừ, giỏi đấy. Tao tưởng mày lì. Ừ, được, ăn này khá. Cái gì? Phê không? Anh này cay hơn cả cái ớt. Đấy, làm miếng ớt cho nó. Không ạ. Phê không? Cái này khó ăn lắm, không ăn cái này đâu. Thua phải chấm cái này. Hả? Chấm cái nào? Không, tao thích chấm mắm tôm. Ừ. Ui, nhặt. Thắng thì thích chấm hai cái này, chấm thua phải chấm cái này. Cái này ăn cay lắm. Thế thắng chấm hai cái này nhá. Thua, đấy nào. Thua chấm cái này nhá. Mày được đấy. Kìa, nước mắm Hàn Quốc ấy. Mày ăn gì đi ăn. Anh đấy anh còn không bóc cái này cơ. Bóc làm gì? Nó chả là rau à? Nhưng mà nó sơ. Sơ kìa này chứ. Chấm tí đi. Chả có không bị. À, em cấm cái nước mắm nhỉ? Hả? Nhưng mà em cay hơn. Mà tao thì tốt nhất đấy. Tao đi xuống lấy mắm ăn. Hành hạ nhau làm cái gì? Ăn khó không? Ăn lắm. Ừ. Tao xuống lấy mắm tao ăn. Cái đấy. Hay là hôm nay mình bị uống như thế nhỉ? Mình thử ăn lại mà. Miệng vào đấy à? Hả? Cái này cay quá. Cay quá, tao bảo rồi mà. Ôi, tao sặc mắm tôm. Thế quá. Ôi. Thế nước mắt nó cay quá. Sướng, lấy nó chả lấy. Thôi. Lấy ra nó vẫn cay. Tao chén đây. Ăn cái nước mắm á. Ừ, khô, tao nói. Ra thế kìa. Chả có thịt ăn chán á. Mày đi mua giảm mua ra hai loại thịt. Em mua thịt thì không được. Ừ. Anh bảo thích mua gì thì mua, em mua ba cái chân không được. Thì mày thích mua cái gì thì mua, tao có bảo mua được hay không đâu. Ừ. Anh chán thôi là chán đấy. Anh bảo là thích cái gì thì mua được cái đấy nhé. Anh bảo mày thích mua gì thì mua. Thế. Ừ. Nhưng mà tao có bảo mua được đâu.
thì mua đây. Cái này ạ? Em mua được rồi. Cất mẹ mấy cái này đi, nhặt mua. Mẹ ăn mắm tôm à? Ăn cái này nữa không? Ăn cái này nữa. Ăn cái này mới được nhé. Sặc mắm tôm, sợ quá. Sao sao anh không bảo anh quay phim dừng đi, cho anh ấy nghỉ đi, để cho anh ấy ăn. Mọi khi thi tiêu thì anh bảo dừng cho anh ấy ăn hết cả phần một kia. Chén xong cái đùi là chén xong. Là này thấy còn những cái phong công gì đâu. Cái vui mắn như lợn đấy. Cười không? Tạ đồng. Cười nhỉ? Tạm rau ăn tạm. Có mỗi thế thôi, không có tiền. Đã là anh đánh đề làm gì? Tao đánh đề đâu? Tao đánh lô. Cả tiền. Tao đánh lô đấy. Thế mọi khi chúng lô mày toàn được ăn món ngon. Chịt thì chịu. Mai làm thỏ đi. Không tiền. Mai để đi xem có nhà nào nữa. Không trộm cắp mày, đuôi đối. Xin thôi. Thấy chín. Xin người ta không cho. Cho giấy hộ nghèo thì người ta cho. Giấy hộ nghèo nó phải có giấy thông minh liệt sĩ nữa. Anh thông minh liệt sĩ ơi. Thương đi cứt đấy. Mày thấy tao thương tật ở đâu? Hả? Mày thấy tao thương tật ở đâu? Thương minh liệt sĩ. Ai da, bán này nhá. Ơ chết, ăn từ lúc không đến 10 khán giả. 10 bạn. Cái món này để hú lỗi mắt ra con 10. Mày ăn đi, mày mua đấy. Món ăn từ cơm bữa trưa rồi. Món gà giấc vịt ngon rất là ngon thì trả cho 10 ấy. Cái ngon thì phải để mình ăn. Mày món rõ để. Là mình, tao bảo mình xuống xem này. Mình luộc này, nhừ 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 đấy này. Này. Đi mà ăn. Đi xuống cho lợn. Ông trực của anh thì không chó không ăn được thì lợn lại phải ăn. Chó chứ cánh chó mà. Chó nó làm gì nó ăn giống. Ta đồng tiền cho chó mới cho lợn. Tại mày mua đấy. Anh đừng... Mày mua 25.000 tiền thịt thì có phải đừng nấu cháo không? Anh bảo đưa cho hai tờ hoài, thế còn đưa tờ giấy. Giấy cứ tiền đấy. Ta trả cho giấy. Ta không được. Tao cũng sạc mắm tôm, hai cổ. Anh ơi. Thế ông này. Đi. Chó. Lấy mắm tôm làm gì? Chó. Chó nó ăn mắm tôm. Chó thích ăn mắm tôm lắm. Bùa. Mày bị dồ rồi, chó nó ăn mắm tôm. Chả ăn à? Ăn mắm tôm. Chó nó nhìn nó. Nó thèm rồi đang ăn. Ăn đi. Chó nó ăn mắm tôm thì chỉ chết. Chó này mù. Nó mặc nổi. Ấm khả đến cổ rồi. Nào lợn, ra đây lợn. Ê, cháu có lợn nhà anh sơn, xanh lè hết trơn đấy. Dạ, là thẩm mỹ gì đây? Lớp hôm đó móng ạ. Mày gọi là nó thẩm mỹ móng chân. Lớp hôm tông móng. Đây, ăn cho khỏe mày. Cháu đã ăn cái này tốt đấy, từng mít lên đấy. Đấy, thấy chưa? Hỏi nào, ăn quá nào. Để cho phê. Con này, con đời sống sướng như vua này. Nằm ngủ để ăn. Cái kia thắng chặt là mình. Nằm chỉ nằm ăn đi. Đây, cho nó ăn móng tôm. Đúng rồi. Đây, cho nó ăn nước mắm Trung Quốc rồi. Đây, đó đây, đây, đây. Mình cứ đi viên sang mà ăn thôi. Đấy, các bạn cứ để vào. Chúng ta có khả năng cổ rồi. Không, chứ quá anh ăn cho lợn. Đó. Tùy món, cái món này mình ăn được, nhưng mà lợn nó ăn được. Ăn đi không? Để ăn đi. Đó, ui. Ăn đi không? Đó. Ấy. Ăn đi không? Ui, anh thấy chưa? Còn chứ quá anh lợn, nó chẳng ăn. Điên là nó. Chê. Nó ốm đấy. Ốm đi khỉ. Nó ốm này, cơ thể nó phải đi thẩm mỹ viện chưa mắm tâm nhá. Ừ, nó mắm đi vậy. Người ta có thể làm gì vậy? Đi vào. Đưa nhà mắt đi ca đi lửa mồm đang máu. Thẩm mỹ mắm chân. Thẩm mỹ mắm chân hôm qua là đi. Đi đây là đi vẽ nai của nó đấy. Nó đi làm nai hôm qua đấy. Làm nai làm gì? Mắm chân. Nai mắm chân. Ờ. À. Nai cái gì? Neo à? Chờ neo à? Neo à? Nai! Một thứ kiện vô cái gì?